Đối thuyết pháp không lợi có ai còn lạ gì Thiền Tông Trung Hoa. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Có ai còn lạ gì lão Trang? Đạo khả đạo phi thường đạo, danh giả danh phi thường danh. Phải không các bạn? Duy Ma Cật là một nhà nghiên cứu tập hợp những tư tưởng của Phật, Lão, Nho và Bà La Môn thành lập một giáo lý tối thượng thừa. Cho nên, câu chuyện Liêm Hoa trên núi Linh Thú, Tổ Ca Diếp mỉm cười là khởi đầu cho những trang giả sử 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa, với mục đích là quét sạch Phật giáo nguyên thủy ra khỏi tư tưởng tín đồ. Vì thế, Bồ Đề Đạt Ma dạy: giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Đó là ý đồ diệt Phật giáo đã hiện nguyên hình trong kinh Bất Tư Nghì, mà nhân vật chính là ông Duy Ma Cật. Kinh sách Thiền Tông đều mang tư tưởng lão Trang. Tư tưởng này xuất phát nơi đất nước Trung Hoa. Vì thế, mới tưởng tri sinh ra 1.700 công án trên giáo pháp thiền để thay thế kinh sách Nam Tông, chứ không phải kinh sách Bắc Tông, để chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Đó là lối dạy để diệt ý thức vô phân biệt, làm cho ý thức tê liệt, chẳng niệm thiện niệm ác. Các thiền sư tưởng giải chẳng niệm thiện niệm ác là thành Phật, là giải thoát nơi đó, là hết tham sân si. Nhưng sự thật đó chỉ là một ảo tưởng Phật tánh. Đức Phật đâu có dạy kỳ lạ như vậy, đâu có dạy tu để làm Phật, đâu có dạy tu để nhập thiền định, đâu có dạy tu để có tam minh, lục thông, đâu có dạy tu ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ, đâu có dạy tu để cầu giảng sanh cực lạc Tây Phương, đâu có dạy tu tập để nhập vào cảnh giới Niết Bàn, đâu có dạy tu để lại nhục thân xá lợi, đâu có dạy cúng bái tụng niệm cầu siêu, cầu an, cầu tài, cầu lợi, cầu cho biết ngày biết giờ chết, đâu có dạy lại lễ hồng danh sám hối để tiêu tai giải nạn, để được phước báo nhân thiên và để ngồi thiền hết vọng tưởng. Chính giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy tu tập để làm chủ sanh già bệnh chết. Đó là mục đích chân chánh của đạo Phật, giúp cho loài người thoát khổ, chứ không phải đạo Phật ra đời để hướng dẫn cho mọi người tu tập để thành Phật, để thành thánh. Thiền Tông và Đại Thừa đã hiểu sai mục đích của đạo Phật, nên mới lừa đảo người khác bằng những lời nói vô sở đắc. Nếu có ai nói tu có chứng, có đắc là gạt ngang, chẳng có chứng đắc gì cả. Cho nên ông Duy Ma Cật chỉ lặp lại những ý nghĩ tư tưởng vô phân biệt. Luận đến chỗ cứu cánh của vấn đề thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, người phô bày gì hết, người nghe không nghe gì hết, và không được có một sở đắc nào. Thiền Tông đã truyền thừa bắt đầu tại nước Trung Hoa, khởi xướng từ Bồ Đề Đạt Ma và phát triển rộ nở từ Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng loại thiền này là thiền miệng, thiền la, thiền hét, thiền đánh, thiền thôi, và luôn luôn vấn đáp công án nghe thật kêu. Nhưng thực chất tu hành không có giải thoát, chỉ rơi vào thiền tưởng, ngồi liêm diêm như thi ma người chết. Họ cứ tưởng đó là Phật tánh. Biết bao nhiêu người bỏ công sức tu hành, cuối cùng cũng chẳng ra gì, chỉ an trú trong một trạng thái tưởng không niệm. Cho nên, thiền sư thường chiếu bảo, đó là bọn đại biệt. Trước khi tịch, tổ pháp loa bệnh đau rên, hừ hừ. Thấy thế, Huyền Quang hỏi: sao hòa thượng rên? Gió thổi qua khe trúc. Tu hành không làm chủ bệnh nên khéo trả lời che đậy. Gió thổi qua khe trúc, câu trả lời thật là tuyệt vời, bưng bít. Thiền Tông đã truyền thừa được 6 đời tại Trung Hoa, từ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng. Và từ đây, Thiền Tông phát
triển theo kiểu biến dạng thành Tịnh Độ Tông, vì tu thiền không kết quả. Do đó, Tổ Thiền Tông Tuệ Diễn thành lập Liên Trì Thư Xã Sớ Giải Kinh Tịnh Độ. Đó là một hiện tượng báo động cho biết Thiền Tông tu hành chẳng đến đâu, nên mới sinh ra pháp môn Tịnh Độ. Thiền Tông phát triển đến Thiền Công Án và Tham Thoại Đầu là con đường thiền chấm dứt, không còn phương thế nào phát triển hơn được nữa. Khi phát triển đến mức độ không còn phát triển được nữa, thì lại sinh ra một hệ phái khác: Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông. Tất cả các hệ phái này đều là con đẻ của Thiền Tông. Cho nên, kinh sách Đại Thừa là kinh sách phát triển theo kiến giải, tưởng giải của giáo pháp Bà La Môn, Ấn Độ, của Thiền Tông Trung Hoa. Các tổ sư Thiền Tông Trung Hoa rất khôn khéo, vì biết chắc tín đồ không tin ở họ, nên soạn kinh viết sách đều gán cho Phật thuyết. Đó là có ý đồ lừa đảo Phật tử bằng cách dùng thuật ngữ thiền giáo đồng hành, có nghĩa là lấy giáo, tức là lời dạy của Phật, làm niềm tin cho thiền. Khi Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đã tuyên bố giáo ngoại biệt truyền, bất lập danh tự, chỉ thẳng tên người, kiến tánh thành Phật. Vì thế, Bồ Đề Đạt Ma diện kiến vua Lương Võ Đế. Nhà vua hỏi: ai đang ở trước mặt ta? Bồ Đề Đạt Ma trả lời: không biết. Nên bị vua Lương Võ Đế sai lính hầu đánh gãy răng và thả ông ra, cấm không cho truyền tà đạo, đạo không đúng đạo Phật. Từ đó, Bồ Đề Đạt Ma lên núi nhập thất, mai danh ẩn tích chính năm. Người ta gọi ông là ông Bà La Môn, ngồi nhìn vách đá chính năm. Diện bích cửu niệm, đấng ngộ Bồ Đề, giữ chân Bồ Tát, tề thành chánh giác. Cho nên kinh Duy Ma Cật chỉ là một lập luận Phật tánh của Thiền Tông Trung Hoa, chứ không có gì mới mẻ cả.